giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời, rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người, những lời dèm pha chê trách người hàng xóm nói ai cười, mẹ đi trong tôi nhục mặt cho bao lời nói hai người, ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu, ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu, ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều, ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu. Em đã khóc rất là nhiều nhưng có ai xót xót cho em, nó thèm đồng tiền lẻ của mẹ cho nó để ăn kem, nó thèm tiếng à ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm, nhưng có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong tim, vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ em đứng khóc góc hiên nhà, theo người đàn ông lại mẹ nhìn em không chút xót xa, tay mẹ đút vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà bước lên chiếc xe lạ rồi bóng mẹ vào chẳng xa, và ngày tháng trôi qua lời chế giễu lời dèm pha, nó vẫn nghe vẫn biết nó vẫn mặc kệ người ta, nhưng đâu đó trong suy nghĩ nó vẫn không thể bỏ ngoài tai, những lời đó như động lực giúp nó cứ lao vào xa đà, cứ thế nó bỏ học bắt đầu biết cãi lời ông bà, ăn cắp hết tiền nhà cùng tụi bạn bỏ đi xa, bước chân lên Sài Thành nơi lòng lại xa hoa, bắt đầu tập tình chơi từ việc cà phê với thuốc lá, tập siết nó bồ đà rồi dần dần chơi với ma, khi túi không còn đèn bắt đầu ăn cắp của người ta, bước dọc xin đẻo lập băng đâm chém với người lạ, rồi một ngày nó đã bị bắt khi giao hàng cắm trong quán bar, tội tuyên án mức hình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá, đôi chân như ngã quỵ không biết tới bao giờ được ra, tương lai như kép lại chẳng biết bao giờ nó được thả, nó được về với xã hội nó sẽ được sống như người ta, ngày nó vào trại chỉ có ông bà nó tới thăm, nó nói với ông bà là con nhớ mẹ lắm, giọt nước mắt nó ngậm ngùi ông mà chỉ biết ngồi lặng thầm, nó bước quay vào trong với một nỗi buồn sâu thẳm, giấc ngủ đêm nay nó muốn mơ mình thấy mẹ, thấy mẹ đến thăm nó và sẽ hát ru cho nó nghe, nó sẽ nằm trong lòng mẹ và ngủ một giấc thật là dài, nó sẽ ôm chặt lấy mẹ giữ mẹ của nó lại mãi mãi. Nếu như ngày đó mẹ nó không bước theo đam mê, nếu mẹ ở lại thì cuộc đời nó đâu phải như thế, nếu như còn có mẹ thì tương lai nó đã quê chờ, và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê, đôi lúc nó rất cần và dường như căm ghét mẹ lắm, mẹ bỏ rơi cuộc sống nó con tàu bé nhỏ như bị đắm, dù cuộc đời đầy cám dỗ với những con đường đi sai lầm, nó vấp ngã thật là đau rồi phải hối hận trong âm thầm, giờ đây sau sống sắc bộ quần áo dọc trắng đen, giọt nước buồn lăn trên mắt tắm vào môi vì đắng men, ngồi đếm những vết cắt làm nước mắt càng đắng thêm, và đôi lúc lòng đau thắt khi hình ảnh mẹ bị lấm lem, nó đã rất rất là buồn khi mà mẹ không đến thăm, nó cứ chờ mẹ mãi chờ mẹ hoài theo tháng năm, có lẽ mẹ đã quên thằng con hư như nó rồi, nhưng nó sẽ luôn mãi nhớ luôn giữ hình ảnh, giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời, rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người, những lời dèm pha chê trách người hàng xóm nói ai cười, mẹ đi trong tôi nhục mặt cho bao lời nói hai người, ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu, ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu, ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều, ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu. Em đã khóc rất là nhiều nhưng có ai xót xót cho em, nó thèm đồng tiền lẻ của mẹ cho nó để ăn kem, nó thèm tiếng à ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm, nhưng có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong tim, vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ em đứng khóc góc hiên nhà, theo người đàn ông lại mẹ nhìn em không chút xót xa, tay mẹ đút vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà bước lên chiếc xe lạ rồi bóng mẹ vào chẳng xa, và ngày tháng trôi qua lời chế giễu lời dèm pha, nó vẫn nghe vẫn biết nó vẫn mặc kệ người ta, nhưng đâu đó trong suy nghĩ nó vẫn không thể bỏ ngoài tai, những lời đó như động lực giúp nó cứ lao vào xa đà, cứ thế nó bỏ học bắt đầu biết cãi lời ông bà, ăn cắp hết tiền nhà cùng tụi bạn bỏ đi xa, bước chân lên Sài Thành nơi lòng lại xa hoa, bắt đầu tập tình chơi từ việc cà phê với thuốc lá, tập siết nó bồ đà rồi dần dần chơi với ma, khi túi không còn đèn bắt đầu ăn cắp của người ta, bước dọc xin đẻo lập băng đâm chém với người lạ, rồi một ngày nó đã bị bắt khi giao hàng cắm trong quán bar, tội tuyên án mức hình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá, đôi chân như ngã quỵ không biết tới bao giờ được ra, tương lai như kép lại chẳng biết bao giờ nó được thả, nó được về với xã hội nó sẽ được sống như người ta, ngày nó vào trại chỉ có ông bà nó tới thăm, nó nói với ông bà là con nhớ mẹ lắm, giọt nước mắt nó ngậm ngùi ông mà chỉ biết ngồi lặng thầm, nó bước quay vào trong với một nỗi buồn sâu thẳm, giấc ngủ đêm nay nó muốn mơ mình thấy mẹ đến thăm nó và sẽ hát ru cho nó nghe, nó sẽ nằm trong lòng mẹ và ngủ một giấc thật là dài, nó sẽ ôm chặt lấy mẹ giữ mẹ của nó lại mãi mãi. Nếu như ngày đó mẹ nó không bước theo đam mê, nếu mẹ ở lại thì cuộc đời nó đâu phải như thế, nếu như còn có mẹ thì tương lai nó đã quê chờ, và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê, đôi lúc nó rất cần và dường như căm ghét mẹ lắm, mẹ bỏ rơi cuộc sống nó con tàu bé nhỏ như bị đắm, dù cuộc đời đầy cám dỗ với những con đường đi xa
sai lầm. Nó vấp ngã thật là đau rồi phải hối hận trong âm thầm. Giờ đây sau sông sắc bộ quần áo dọc trắng đen, giọt nước buồn lăn trên mắt tắm vào môi vì đắng men. Ngồi đếm những vết cắt làm nước mắt càng đắng thêm, và đôi lúc lòng đau thắt khi hình ảnh mẹ bị lấm lem. Nó đã rất rất là buồn khi mà mẹ không đến thăm. Nó cứ chờ mẹ mãi, chờ mẹ hoài theo tháng năm. Có lẽ mẹ đã quên thằng con hư như nó rồi, nhưng nó sẽ luôn mãi nhớ, luôn giữ hình ảnh. Giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời, rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người. Những lời dèm pha chơi trách người hàng xóm nói ai cười. Mẹ đi trong tôi nhục mặt cho bao lời nói hai người. Ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu? Ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu? Ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều? Ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu? Em đang khóc rất là nhiều nhưng có ai xót xót cho em? Nó thèm đồng tiền lẻ của mẹ cho nó để ăn kem. Nó thèm tiếng à ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm. Nhưng có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong tim. Vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ em đứng khóc góc hiên nhà, theo người đàn ông lại mẹ nhìn em không chút xót xa. Tay mẹ đút vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà, bước lên chiếc xe lạ rồi bóng mẹ vào chẳng xa. Và ngày tháng trôi qua lời chế giễu lời dèm pha, nó vẫn nghe vẫn biết nó vẫn mặc kệ người ta. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ nó vẫn không thể bỏ ngoài tai, những lời đó như động lực giúp nó cứ lao vào xa đà. Cứ thế nó bỏ học bắt đầu biết cãi lời ông bà, ăn cắp quên tiền nhà cùng tụi bạn bỏ đi xa. Bước chân lên Sài Thành nơi lộng lại xa hoa, bắt đầu tập tành chơi từ việc cà phê với thuốc lá, tập xiết nó bồ đà rồi dần dần chơi với ma. Khi túi không còn đèn bắt đầu ăn cắp của người ta, bước dọc xin đẻo lập băng đâm chém với người lạ. Rồi một ngày nó đã bị bắt khi giao hàng cắm trong quán bar. Tòa tuyên án mức hình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá, đôi chân như ngã quỵ không biết tới bao giờ được ra. Tương lai như khép lại chẳng biết bao giờ nó được thả. Nó được về với xã hội, nó sẽ được sống như người ta. Ngày nó vào trại chỉ có ông bà nó tới thăm, nó nói với ông bà là con nhớ mẹ lắm. Giọt nước mắt nó ngậm ngùi, ông bà chỉ biết ngồi lặng thầm. Nó bước quay vào trong với một nỗi buồn sâu thẳm. Giấc ngủ đêm nay nó muốn mơ mình thấy mẹ, thấy mẹ đến thăm nó và sẽ hát ru cho nó nghe. Nó sẽ nằm trong lòng mẹ và ngủ một giấc thật là dài. Nó sẽ ôm chặt lấy mẹ, giữ mẹ của nó lại mãi mãi. Nếu như ngày đó mẹ nó không bước theo đam mê, nếu mẹ ở lại thì cuộc đời nó đâu phải như thế. Nếu như còn có mẹ thì tương lai nó đã quê chờ. Và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê. Đôi lúc nó rất cần và dường như căm ghét mẹ lắm. Mẹ bỏ rơi cuộc sống nó, con tàu bé nhỏ như bị đắm. Dù cuộc đời đầy cám dỗ với những con đường đi sai lầm, nó vấp ngã thật là đau rồi phải hối hận trong âm thầm. Giờ đây sau sông sắc bộ quần áo dọc trắng đen, giọt nước buồn lăn trên mắt tắm vào môi vì đắng men. Ngồi đếm những vết cắt làm nước mắt càng đắng thêm, và đôi lúc lòng đau thắt khi hình ảnh mẹ bị lấm lem. Nó đã rất rất là buồn khi mà mẹ không đến thăm. Nó cứ chờ mẹ mãi, chờ mẹ hoài theo tháng năm. Có lẽ mẹ đã quên thằng con hư như nó rồi, nhưng nó sẽ luôn mãi nhớ, luôn giữ hình ảnh. Giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời, rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người. Những lời dèm pha chơi trách người hàng xóm nói ai cười. Mẹ đi trong tôi nhục mặt cho bao lời nói hai người. Ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu? Ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu? Ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều? Ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu? Em đang khóc rất là nhiều nhưng có ai xót xót cho em? Nó thèm đồng tiền lẻ của mẹ cho nó để ăn kem. Nó thèm tiếng à ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm. Nhưng có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong tim. Vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ em đứng khóc góc hiên nhà, theo người đàn ông lại mẹ nhìn em không chút xót xa. Tay mẹ đút vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà, bước lên chiếc xe lạ rồi bóng mẹ vào chẳng xa. Và ngày tháng trôi qua lời chế giễu lời dèm pha, nó vẫn nghe vẫn biết nó vẫn mặc kệ người ta. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ nó vẫn không thể bỏ ngoài tai, những lời đó như động lực giúp nó cứ lao vào xa đà. Cứ thế nó bỏ học bắt đầu biết cãi lời ông bà, ăn cắp quên tiền nhà cùng tụi bạn bỏ đi xa. Bước chân lên Sài Thành nơi lộng lại xa hoa, bắt đầu tập tành chơi từ việc cà phê với thuốc lá, tập xiết nó bồ đà rồi dần dần chơi với ma. Khi túi không còn đèn bắt đầu ăn cắp của người ta, bước dọc xin đẻo lập băng đâm chém với người lạ. Rồi một ngày nó đã bị bắt khi giao hàng cắm trong quán bar. Tòa tuyên án mức hình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá, đôi chân như ngã quỵ không biết tới bao giờ được ra. Tương lai như khép lại chẳng biết bao giờ nó được thả. Nó được về với xã hội, nó sẽ được sống như người ta. Ngày nó vào trại chỉ có ông bà nó tới thăm, nó nói với ông bà là con nhớ mẹ lắm. Giọt nước mắt nó ngậm ngùi, ông bà chỉ biết ngồi lặng thầm. Nó bước quay vào trong với một nỗi buồn sâu thẳm. Giấc ngủ đêm nay nó muốn mơ mình thấy mẹ, thấy mẹ đến thăm nó và sẽ hát ru cho nó nghe. Nó sẽ nằm trong lòng mẹ và ngủ một giấc thật là dài. Nó sẽ ôm chặt lấy mẹ, giữ mẹ của nó lại mãi mãi.
mêu như ngày đó mẹ nó không bước theo đam mê. Nếu mẹ ở lại thì cuộc đời nó đâu phải như thế. Nếu như còn có mẹ thì tương lai nó đâu quê chờ. Và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê. Đôi lúc nó rất cần và dường như căm ghét mẹ lắm. Mẹ bỏ rơi cuộc sống nó con tàu bé nhỏ như bị đắm. Dù cuộc đời đầy cám dỗ với những con đường đi sai lầm, nó vấp ngã thật là đau rồi phải hối hận trong mâm thầm. Giờ đây sao sống sắc bộ quần áo dọc trắng đen, giọt nước buồn lăn trên mắt tắm vào môi vì đắng men. Ngồi đêm những vết cắt làm nước mắt càng đắng thêm. Và đôi lúc lòng đau tắt khi hình ảnh mẹ bị lấm lem. Nó đã rất rất là buồn khi mà mẹ không đến thăm. Nó cứ chờ mẹ mãi, chờ mẹ hoài theo tháng năm. Có lẽ mẹ đã quên thằng con hư như nó rồi, nhưng nó sẽ luôn mãi nhớ, luôn giữ hình ảnh. Giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời, rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người. Những lời dèm pha chơi trách người hàng xóm nói ai cười. Mẹ đi trong tôi nhục mặt cho bao lời nói hai người. Ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu? Ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu? Ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều? Ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu? Em đang khóc rất là nhiều nhưng có ai xót xót cho em? Nó thèm đồng tiền lẻ của mẹ cho nó để ăn kem. Nó thèm tiếng à ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm. Nhưng có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong tim. Vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ em đứng khóc góc hiên nhà, theo người đàn ông lại mẹ nhìn em không chút xót xa. Tay mẹ đút vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà, bước lên chiếc xe lạ rồi bóng mẹ vào chẳng xa. Và ngày tháng trôi qua lời chế giễu lời dèm pha, nó vẫn nghe vẫn biết nó vẫn mặc kệ người ta. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ nó vẫn không thể bỏ ngoài tai. Những lời đó như động lực giúp nó cứ lao vào xa đà. Cứ thế nó bỏ học bắt đầu biết cãi lời ông bà, ăn cắp hết tiền nhà cùng tụi bạn bỏ đi xa. Bước chân lên Sài Thành nơi lòng lại xa hoa, bắt đầu tập tành chơi từ việc cà phê với thuốc lá, tập xiết nó bồ đà rồi dần dần chơi với ma. Khi túi không còn đèn bắt đầu ăn cắp của người ta, bước dọc xin đẻo lập băng đâm chém với người lạ. Rồi một ngày nó đã bị bắt khi giao hàng cắm trong quán bar. Tòa tuyên án mới tình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá. Đôi chân như ngã quỵ không biết tới bao giờ được ra. Tương lai như khép lại chẳng biết bao giờ nó được thả. Nó được về với xã hội, nó sẽ được sống như người ta. Ngày nó vào trại chỉ có ông bà nó tới thăm. Nó nói với ông bà là con nhớ mẹ lắm. Giọt nước mắt nó ngậm ngùi ông mà chỉ biết ngồi lặng thầm. Nó bước quay vào trong với một nỗi buồn sâu thẳm. Giấc ngủ đêm nay nó muốn mơ mình thấy mẹ, thấy mẹ đến thăm nó và sẽ hát ru cho nó nghe. Nó sẽ nằm trong lòng mẹ và ngủ một giấc thật là dài. Nó sẽ ôm chặt lấy mẹ, giữ mẹ của nó lại mãi mãi. Nếu như ngày đó mẹ nó không bước theo đam mê, nếu mẹ ở lại thì cuộc đời nó đâu phải như thế. Nếu như còn có mẹ thì tương lai nó đâu quê chờ. Và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê. Đôi lúc nó rất cần và dường như căm ghét mẹ lắm. Mẹ bỏ rơi cuộc sống nó con tàu bé nhỏ như bị đắm. Dù cuộc đời đầy cám dỗ với những con đường đi sai lầm, nó vấp ngã thật là đau rồi phải hối hận trong mâm thầm. Giờ đây sao sống sắc bộ quần áo dọc trắng đen, giọt nước buồn lăn trên mắt tắm vào môi vì đắng men. Ngồi đêm những vết cắt làm nước mắt càng đắng thêm. Và đôi lúc lòng đau tắt khi hình ảnh mẹ bị lấm lem. Nó đã rất rất là buồn khi mà mẹ không đến thăm. Nó cứ chờ mẹ mãi, chờ mẹ hoài theo tháng năm. Có lẽ mẹ đã quên thằng con hư như nó rồi, nhưng nó sẽ luôn mãi nhớ, luôn giữ hình ảnh. Giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời, rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người. Những lời dèm pha chơi trách người hàng xóm nói ai cười. Mẹ đi trong tôi nhục mặt cho bao lời nói hai người. Ai sẽ lo cho nó khi ông bà ngoại đã già yêu? Ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu? Ai chở nó đi học rồi lại đón nó mỗi chiều? Ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió điều hiu? Em đang khóc rất là nhiều nhưng có ai xót xót cho em? Nó thèm đồng tiền lẻ của mẹ cho nó để ăn kem. Nó thèm tiếng à ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm. Nhưng có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong tim. Vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ em đứng khóc góc hiên nhà, theo người đàn ông lại mẹ nhìn em không chút xót xa. Tay mẹ đút vài trăm ngàn nhét vội cho ông bà, bước lên chiếc xe lạ rồi bóng mẹ vào chẳng xa. Và ngày tháng trôi qua lời chế giễu lời dèm pha, nó vẫn nghe vẫn biết nó vẫn mặc kệ người ta. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ nó vẫn không thể bỏ ngoài tai. Những lời đó như động lực giúp nó cứ lao vào xa đà. Cứ thế nó bỏ học bắt đầu biết cãi lời ông bà, ăn cắp hết tiền nhà cùng tụi bạn bỏ đi xa. Bước chân lên Sài Thành nơi lòng lại xa hoa, bắt đầu tập tành chơi từ việc cà phê với thuốc lá, tập xiết nó bồ đà rồi dần dần chơi với ma. Khi túi không còn đèn bắt đầu ăn cắp của người ta, bước dọc xin đẻo lập băng đâm chém với người lạ. Rồi một ngày nó đã bị bắt khi giao hàng cắm trong quán bar. Tòa tuyên án mức tình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá. Đôi chân như ngã quỵ không biết tới ba.